Hôm nay con đi đâu? Đi đón bà ngoại. Đúng rồi. Tú xin chào cả nhà. Hôm nay nhà Tú đi đón bà nội. Bây giờ đang trên đường đi ra ga tàu hỏa này cả nhà ơi. Ga tàu hỏa đi đâu? Đi ra ga tàu hỏa đón bà nội về. Bà nội từ Sơn Đông bây giờ quay lại Tân Cương này cả nhà. Tàu hỏa ở đâu bỏ không thấy? Tí xíu nữa ba chở mẹ con mình tí xíu nữa là đến rồi. Wow, quả thức chở quả hồ mi vai. Ừ. Đây, lấy u na coi nên cái này cho con. À, đây là chúng ta mới chuyển rồi mà. Ừ. 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 Mẹ Tú còn chưa thấy cái xe mới của nhà Tú, bây giờ mấy lần đầu tiên mẹ Tú thấy này nha. Thích không? Thích. Thích không? Thích. Thích không? 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 Thích 啊啊，对对对。那有个灯，你可以把那个灯按起来。你要找啥东西的话，我不找，到家的时候再说找啥。我现在回家了。这个脖子。那就回家。啊啊，你谁的啊？就是。奶奶给你买呀，好吃的。Hôm nay về dẫn bà nội đi mua đồ cả nhà. Hôm nay tuyết rơi nhưng mà hôm nay cũng không có lạnh lắm. Hôm nay thì nhà Tú đi vào siêu thị để mình mua một ít đồ để chuẩn bị đón Tết này cả nhà. Năm ngoái thì gia đình Tú có về Việt Nam ăn Tết rồi, năm nay thì sẽ ăn Tết ở bên Trung Quốc. Đây cũng không phải là năm đầu tiên mình ăn Tết ở Tân Cương, mà trước đây cũng 3 năm rồi cả nhà. Riêng bản thân Tú cảm nhận thì Tết ở chỗ Tú thì nó không có vui như là mình đón Tết ở bên Việt Nam cả nhà ha. Tại vì cũng nhiều lý do nè. Thứ nhất là ở chỗ Tú ở thì phần đông người là người Duy Ngô Nhĩ và người theo đạo Hồi á, thì họ có cái tháng riêng, ngày lễ và ngày Tết riêng của họ, cho nên là họ cũng không có ăn Tết Nguyên Đán giống như là người Hán. Với lại là Tết bên này nó rơi vào đúng vào dịp mùa đông thì nó vẫn còn tuyết đó cả nhà. Mà riêng về nhà chồng của Tú thì cũng ít có bà con họ hàng á. Ba chồng của Tú thì người Tích Bá nhưng mà quê gốc của ba cũng không phải ở thành phố Âm Chi, lên trên này để lập nghiệp á, cho nên là người thân cũng ít nữa, bà con họ hàng cũng ít. Chồng Tú thì là con một nữa, cho nên là ngày Tết nó cũng đơn giản lắm cả nhà. Cuối năm thì mình nấu một vài món ăn để mình đem đi thắp hương cho ba chồng nè, xong rồi thắp hương cho Bồ Tát. Vậy là xong, còn ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 thì vẫn cứ ăn uống như bình thường thôi ạ. Cũng không có gì nó quá là linh đình. Đó. Còn ở bên Việt Nam Tú thì phía bên bà ngoại á là đông, có dì, có cậu, rồi có cô nữa, cho nên là sum họp. Ngày Tết là mọi người đi làm xa về sum họp, cho nên là cảm thấy nó náo nhiệt, nó đông vui hơn. Con
sáng mùng 1 nhà Tú ăn mì cả nhà ha. Ngon không ạ? Mình thấy hồ chơ. Bà bó miệng dính gì kìa? Bà bó dùng sáu chơ khuây kìa. Trên hậu khai. Để cho y cơ nó nói y cơ tỏ là đẻ lên. Tây nó cười vậy. Hậu khai nữa. Bắn cái gì luôn rồi nè. Lẹ, lẹ xuống đi, chứ bỏ lên. Bắn nó đánh. Xử lý cái chứ bỏ. Bắn nó đánh. 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 Bắn nó đánh.爸爸要带两瓶水。嗯，走，去滑水去。爸爸。对。我们进去吧。好。rồi cho bảo bảo trượt tiếp. Cho họ lắm ha. Để ba đẩy. Bé nó rất trực tiếp cả nhà. Wow. Đã. Wow. Trời ơi, chạy thiệt là xa luôn cả nhà ơi. Đó mọi người. Bây giờ Tú sẽ kéo lên. Mình cứ trượt xuống như vậy xong rồi mình kéo lên. Rồi mình lại trượt tiếp. Rồi bây giờ sẽ chơi. Bà nó mới ngồi nghỉ một tí xíu mà không chịu nên nó chơi tiếp. Chắc còn giả khóa vung à. Không cho bà nó nghỉ ngơi luôn mà. Ê, vì sao chẳng khóa vung nè. Muốn được đâu vậy. Này cho trực tiếp một ngày thiệt là đã luôn rồi, cho khỏi đòi đi trực tiếp nữa. Cho nó trực cho đã luôn chứ đi, nó đọc ba mẹ dẫn đi chơi trực tiếp hoài à. Chơi một không cho ngán luôn. Vậy là ba ngày Tết cũng trôi qua rất là nhanh và gia đình Tú thì cũng quay trở lại với công việc hàng ngày.
Nhân dịp năm mới thì Tú xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh của Tú. Kính chúc tất cả mọi người năm mới thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý, phát tài, phát lộc.